Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang vừa lên tiếng về thông tin Ban phụ huynh học sinh trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong thu 400.000 đồng một học sinh lớp 12 mời cơm hội đồng thi tốt nghiệp. Theo phản ánh của phụ huynh, hiện nhiều lớp 12 trong trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong đã thu khoản tiền trên theo hình thức chuyển khoản, ghi rõ tên học sinh. Ông Bùi Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang cũng xác nhận có sự việc ban đại diện cha mẹ học sinh trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong vận động thu 400.000 đồng một học sinh lớp 12 mời cơm hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sở đã yêu cầu nhà trường báo cáo. Theo báo cáo gửi sở, ngày 25 tháng 5, trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong tổ chức phiên họp giữa nhà trường với đại diện ban cha mẹ học sinh các lớp khối 12 để triển khai một số nhiệm vụ cuối năm học, đặc biệt là chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại phiên họp ban đại diện cha mẹ học sinh đề xuất ý kiến vận động đóng góp kinh phí hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổ chức tại trường trả lời đề xuất trên hiệu trưởng trường trung học phổ thông lê hồng phong nêu các thầy cô đi coi thi đều có chế độ được nhà nước chi trả tuy nhiên nếu phụ huynh có nhà ý nhà trường đồng ý để ban đại diện cha mẹ học sinh vận động mời hội đồng coi thi bữa cơm gặp mặt nhưng phải trên tinh thần tự nguyện không bắt buộc báo cáo nêu rõ đề xuất này được đa số cha mẹ học sinh ủng hộ Việc thực hiện vận động do cha mẹ học sinh trực tiếp thực hiện, giáo viên chủ nhiệm không đứng ra thu hộ, không tổng hợp báo cáo nhà trường. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang đang tiếp tục làm việc với ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong để làm rõ sự việc. Được biết, năm nay trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong có 370 em học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Với mức phí trên, hội phụ huynh có thể thu số tiền lên tới 148 triệu đồng.